Chào các em, chúng ta tiếp tục giải nít số 2, viên bích của khối lớp 9 dòng 8 để tìm những câu lạ và khó để rút kinh nghiệm ha. Tìm các ô bằng nhau. Nhìn có vẻ dễ ha. Tìm câu bằng nhau trước đi. Đây. Nó sẽ bằng 30. Tìm 30, đây rồi, 30 đây. 59. Cái này thầy giải ở nít số 1 rồi các em nhé. Về coi lại nít số 1, dở coi lại nít số 1, thầy phân tích rất rõ. Cái này là căn x sẽ bằng 6, vậy x sẽ bằng 36. Cái này là nít trước cũng giải rồi, nó sẽ bằng 4. Cái này cũng giải rồi, nó sẽ bằng 8. Đây, 25, âm 25, x sẽ bằng âm 25. Cái bài này ở nít số 1 thì giải rồi ha. Và đã giải được bài này thì sẽ giải được bài này. Hai bài này giống nhau kìa. Bài này số 5 các em chuyển qua bên trái này. Các em tách ra thành chuyển qua trái thành trừ 5 ha. Các em tách ra thành trừ 3. Trừ 3 để vô đây. Trừ 3 cho đi cặp với phân số thứ nhất. Còn trừ 1 và trừ 1 thì cho đi cặp với hai phân số tiếp theo nè. Thì kết quả nó sẽ ra là 24. Nếu thầy không lầm ra 24. Hình như không phải. Ở hôm giải cái bài đó xong. Cái bài này thì nít 1 mình giải rồi, bằng 101 ha. Cái này thì bấm máy thôi. 0,5 nhân cho 0,2 cộng 5 nhân cho 0,6 3,1. Rồi cái này là bấm luôn. 12 căn 6 trên căn của 7 cộng 2 căn 6 cộng cho căn của 7 trừ 2 căn 6, nó ra 6 kìa. Như vậy cái này bằng 47. Bây giờ thầy giải bằng biến đổi toán học coi thử sao mà ra bằng 87 a 47 nha. X trừ 2 trên 45 cộng x trừ 1 trên 23 cộng cho x trừ 3 trên 22 bằng 5. Giờ thầy xuân tách số 5 qua bên trái, cho vô đây trừ 1, cho đây trừ 1, cho đây trừ 3, thử. Không, không đúng rồi. Tách kiểu này là không được. 3 với 2 là 25. 3 với 2 là 25. Như vậy là phải nhân đôi kìa. Rồi tạm thời cứ để số 5 này. Nhân đôi lên thử. Nhân đôi là thành 2x trừ 6 nè. Dưới là hình 44. Nhân đôi là thành 46. Ở trên là 2x trừ 2. Rồi.
bây giờ mới đem số 5 qua. Vậy bên này còn số 0 để trừ cho 1. Để trừ cho 1. Giờ để trừ cho 3. Thử coi ra gì. Cũng được á. Rồi như vậy số 5 thầy đem qua kia đi. Thầy cho đây trừ 1. Cho đây trừ 2. Và cho đây trừ 2 thì sẽ có lẽ phù hợp hơn. Đúng không? Rồi quy đồng nó sẽ bằng x trừ 2 trừ 45. Tất cả trên 45. Rồi cộng cho x trừ 1 trừ cho 2 nhân 23 là 46 trên 23. Rồi cộng cho x trừ 3 trừ cho 2 nhân 22 là trừ 44 trên 22 bằng 0. Như vậy chúng ta có cái đề mới là x trừ 47. Bên này cũng x trừ 47. Bên kia cũng vậy. Rồi lấy x trừ 47 đó làm nhân cực chung. Ở trong còn 1 trên 45 cộng cho 1 trên 23 cộng cho 1 trên 22 bằng 0. Cái ngoặc đơn thứ hai là không thể bằng 0 rồi. Vậy suy ra x trừ 47 sẽ bằng 0. Vậy x bằng 47 kìa. Các em nhớ trang web của thầy ha, buổi nguyên luận wordpress.com. Sắp tới thầy ra V92 và các cái khóa học thêm lớp 9 để thi cấp 3 trường chuyên vân vân. Cố gắng tham gia nếu sắp xếp được thời gian. Vượt chứng ngại vật. Dễ quá. X sẽ bằng 4, x sẽ bằng 7. Chỉ có căn 7 mới bằng căn 7 thôi. Cái này kem bấm máy luôn cho nó lành. 7 căn 3 trừ 3 căn 7 trên căn 21 nhân cho căn 7 cộng căn 3 4 nha. Bằng 4. Cái này dùng chức năng tìm ít ở trong khóa học V91 tìm luôn. Ít bằng 4 kìa. Còn mấy bài bấm máy tính không vậy? 15 trên căn 6. Cái này ở nít 1 thầy có giải rồi. Cộng cho 4 trên căn 6 trừ 2 và trừ cho 12. Bài này mà biến đổi bằng giấy thì cũng hơi mệt. Trục căn ở mẫu rồi tùm lum tà le tà lưa luôn ha. Rồi, đáp án bằng âm 115 nha. Cũng không khó lắm nhỉ. Thì mất. Rồi, bài này thầy hướng dẫn nhanh luôn. Căn của x trừ 1 tất cả bình cộng 4 là cái ông thứ nhất á, cộng cho cái ông thứ hai là rút 2 ra ngoài, ở trong còn x mũ 2 trừ 2x và
cộng 1 rồi cộng 9. Rồi cái vế trái của bài toán tìm x này là thầy phân tích như thế. Thì cái này nó sẽ lớn hoặc bằng căn 4 à, cộng cho căn 9. Tại sao vậy? Thì cái này là bình phương cộng 4 thì lớn bằng 4. Còn cái này là 2 nhân x trừ 1 tất cả bình các em nhé. X trừ 1 tất cả bình. Thì cái này bình phương là lớn bằng 0. Nhân 2 cũng vậy, lớn bằng 0 cộng 9. Vậy cái này lớn bằng 4 cộng 9. À, căn 4 cộng 9 tức là lớn bằng 6. À, 5. Xảy ra dấu bằng khi nào? Xảy ra dấu bằng khi cả hai cái này đều bằng 0, tức là x bằng 1. Lúc đó ngẫu nhiên là x bằng 1 thì làm cho hai cái này cùng thấp nhất là bằng 2 và bằng 3. Như vậy cả cái này nó mới mong bằng 5 được. Còn nếu không nó không bao giờ bằng 5 được, mà nó sẽ lớn hơn 5 các em nhé. X bằng 1 ha. Dấu bằng. Dấu bằng xảy ra khi x trừ 1 bằng 0, trừ x bằng 1. Bài thi cuối cùng. Bài thi số 3. Đấm mày à? Số lớn nhất 2, 4, 12, 10, 18. Đây, 3 căn 2 lớn nhất kia. Đẩy các số lên ngoài vô trong căn rồi so sánh. Điều kiện xác định của y là 3 trừ x lớn bằng 0, x nhỏ bằng 3 ha. Đây. Sao hỏi dễ trời. Mất hứng quá. Căn bậc 3 của x bằng trừ 8, vậy x sẽ bằng trừ 8 mũ 3 trừ 512. Đây các em. Tính lừa mình á. Sao lừa được? Cái nào sai? Cái này đúng rồi, 121 thì lớn hơn 99. Cái này là này sai nè. 2 căn 2 là căn 8, còn 3 là căn 9, căn 8 sao lớn hơn căn 9 được. Đúng chưa? Rồi, các em dùng chức năng tính ở trong khóa học V91, tính cho nó lại alpha x cộng 2 cộng chấm 1 trên y cộng 2, rồi nhập x về y. X là 1 phần, nhớ mở ngoặc nha, 1 phần 1 trừ căn 2. Còn y là 1 phần, nhớ mở ngoặc nha, 1 cộng căn 2. Kết quả bằng trừ 2. Đây. Cái này rút căn 5 là còn trừ căn 5 trừ 2. Cái này là cái ngoặc đơn thứ nhất là còn trừ căn 5 trừ 2. Các em thử biến đổi đi. Ở tử rút căn 5 ra là còn căn 5 trừ 2 rút gọn dưới là thành trừ căn 5. Cái ngoặc đơn thứ hai rút căn 5 ra, vậy là còn căn 5 trừ 2. Vậy kết quả sẽ bằng là trừ 1. Điều kiện để cái này dương. Chà, căn nhỉ. Lạ nha. Làm việc. Như vậy là gì? 1 trên 2 cộng cho căn x sẽ lớn hơn 1 trên 1 trừ cho căn x. Đổi dấu. Chuyển vế đổi dấu.
dấu trừ ép xuống mẫu, dấu trừ ép xuống mẫu kìa, để nó sẽ ra cái đề mới. Là căn x trừ 1. Rồi. Bây giờ cái này dương. Cái này dương. Lớn cái này. X là phải không âm các nhé. X là phải không âm và khác 1. Rồi. Bây giờ ta chia hai trường hợp đi. Trường hợp thứ nhất là x không âm nhưng mà x nhỏ hơn 1. Thì x nhỏ hơn 1 thì căn của x cũng nhỏ hơn căn 1, tức là nhỏ hơn 1. Vậy cái này âm. Cái này âm thì cái này luôn luôn lớn thế này. Vậy là cái này ta nhận được nè. Tiếp tục. Hay là mình trục căn mẫu đi. Trục căn mẫu làm cho dễ chịu. X mà lớn hơn 1. Nếu x mà lớn hơn 1 bằng 1. Không bằng 1 được. X lớn hẳn 1. Bằng 1 là chết. X lớn 1 thì cái này dương. Hai cái này dương hết thì ta có quyền nghịch đảo lại. Suy ra là 2 cộng cho căn x là nhỏ hơn căn x trừ 1. Cái này vô lý kìa. Cái này nó sẽ ra là 2 nhỏ hơn trừ 1 là vô lý. Hai bên giãn lược cái này đi. Vô lý quá ha. Vô lý rồi. Như vậy bỏ. Cái này không thể xảy ra. Như vậy là xảy ra cái này thôi. Xin lỗi, đây là chữ x nha. X lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1. Đây đáp án này. Ồ sai rồi. Suy nghĩ coi tại sao sai. X lớn hơn 1 là không được nè. Bởi vì x lớn hơn 1 là nó ra vô lý. Hai số lớn không nghịch đảo lại. X bằng 0 không được à? X bằng 0 cũng được mà. Chắc phải đọc đề ẩu tả rồi. Các em coi lại nhé. Buồn ngủ quá. X lớn 1 là chắc chắn không được à? Hai số dương hết nghịch đảo lại đổi chiều. Hai nhỏ hơn trừ 1 làm sao mà chấp nhận được, đúng không? Vậy x phải nhỏ hơn 1. Nhỏ hơn 1 nhưng mà phải không âm. Thì một bên dương bên âm là lớn hơn thôi. Rồi coi lại. Tự các em coi lại nha. Ta qua bài tiếp theo. Cái này ở nít 1 thầy giải rồi, phương trình vô nghiệm. Tiếp tục. Cái này ở nít 1 thầy cũng giải rồi. Nếu thầy nhớ không lầm thì nó bằng 3 căn 5 trừ 5. Hình như vậy á. Thử lại kìa. Dùng kỹ thuật V91 để thử lại. Tí nữa là sai rồi. Rồi đáp án này kìa. 5 trừ 3 căn 5 mới đúng. Bài này cũng đã giải ở nít số 1 rồi. Phương trình vô nghiệm. Các em trở lại nít số 1 coi nha.
Cái gì tùm lum này? Tùm lum lại. Rồi, để coi. Căn x cộng 2 lần căn y cộng 1 cộng cho căn y thì bằng bên phải rút 4 ra ngoài luôn là thành 2 lần căn y cộng 1. Như vậy là hai bên là có 2 căn y cộng 1 giống nhau nè. Vậy bỏ đi. Vậy ta còn căn x cộng căn y thì bằng 0 nè. Căn x là không âm, căn y cũng không âm, cộng lại bằng 0 thì suy ra x phải bằng y và bằng 0. Hết đường rồi. Nhích khỏi số 0 cái là không được. Hết phim. Còn câu nữa. Cái này làm rồi. Dùng bất công thức Bunyakovsky ở nít 1 á. Nó ra cái này các em. Rồi hẹn gặp lại các em ở nít số 3 ha. Bây giờ thầy đi ngủ đã, buồn ngủ lắm rồi. Bye bye. See you again. Good night.